Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clamarop nhận được 5 triệu đồng token CopeCop. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 100.000 tỷ nhé, đã có 1.707 tài khoản order, đã phát sinh 4.097 qua giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Clamarop của mình nhé. Như thường lệ các bạn sau khi tác dụng và cập web vào website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn cho đặt cho mình. Bước một, các bạn sẽ sao chép con chắc, bạn có thể sử dụng lúc copy con chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví của các bạn nhé, bạn thêm token để vào giúp mình ký hiệu code sưu tập phần 8, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamarop.net này, tìm tới bước 2, nhấp vào link rút gọn đây để nhận token. Rồi, chương trình Underdog nó sẽ kết thúc vào 54 ngày nữa. Các bạn nhấp vào đây, Underdog. Rồi, các bạn nhấp vào đây, Clam Underdog. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn bỏ ra một số vốn nhỏ 0.01 BNB mua đồng token này để hold giữ lâu dài nhé. Các bạn Clam nhấp vào đặt vào đây các bạn. Rồi, theo yêu cầu với kết nối với ví người ta mắc, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi, đi ra là 0.00553 BNB. Vậy nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clamarop.net này để cập nhật những dự án những thực thể bất cần mới nhất trên nền tảng Binance Smart Chain. Ngoài ra, nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trận đời. Ngoài ra, trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Clam để nhận được 5 triệu đồng token CopeCop. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.